Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cửa hàng nhà em lại về một cái loại mùi viên sủi rượu cá Đà Lăng. Đây, vừa về sáng nay xong có 200 hộp luôn cho các bác nhé. Đây, rất là rẻ luôn, em bán 99.000 một viên, một hộp 3 viên. Đây, liên hệ với em mua hàng thì số điện thoại dưới màn hình nhé. Đây, một hộp này thì có 3 viên này và có màu sắc là màu xanh, có hương vị màu chanh nhé. Hương vị là mùi chanh, rất là thơm. Đây. Và tính năng sử dụng thì nó rất là dễ thôi. Các bác chỉ cần lém viên sủi xuống ao hồ, sông suối gì đấy, nó sẽ tạo ra một những cái lớp hạt li ti và thu hút những con cá xung quanh bơi về. Đây, hàng này xuất xứ của Trung Quốc. Đây, fishing lure. Đây, cầu bất kỳ những loại cá như cá rô, cá chép, cá chấm, cá trôi, cá lóc hay cá tra đều được nhá. Đây, như video em đầu em xem cho các bác xem rồi. Đây, nó sẽ thu hút những con cá như thế. Đấy. Và bán kính thu hút trong vòng tầm 50 đến 80 mét nhá. Đây, xuất xứ tại Trung Quốc này, Made in China. Đấy. Nhiều ông cứ đóng hàng mua vào Mỹ đấy, cứ đóng gói mua về xong đóng gói lại thì hàng Mỹ ngay. Rất là tin ngựa, rất là dễ sử dụng. Đây, bảo hành bảo quản 24 tháng 25. Đấy. Và thành phần của những mùi này thì là gồm chất bicarbonate, sử dụng bột ngũ cốc và tính chất chanh tự nhiên. Đấy. Và các thành phần canxi oxit. Đấy là cho cá nó sẽ tạo một cái lớp sủi lên, thu hút cá lại, kích thích những con cá đang đói hoặc khó ăn hơn. Đây, em sẽ cạy hộp ra cho bác xem này. Đây, màu sắc của viên sủi này là có màu xanh nhé, và hộp này có 3 viên. Đấy ạ, viên sủi này thì rất là cứng cáp. Đây, rất là cứng, mùi chanh rất là thơm. Các bác cần lém xuống, sau 3 phút viên sủi sẽ tạo thành một ô mồi và thu hút mọi loại cá gần đó. 3 phút sau là sủi hết lên. Và cái sản phẩm này thì hoàn toàn không có nguy, có chất gây nguy hiểm, nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người, thì các bác yên tâm sử dụng. Giá 3 viên là 99.000 đâu. Giao trên trường bông của phí ship nhé. Shop em xin cam kết cho tất cả các bác này, về sử dụng được luôn, rất là hiệu quả. Để các bác nào mua hàng thì các bác nhưng mà là cần mua cái loại viên sủi rượu cá Đà Lăng, giá 99.000 ba viên đấy. Đến đường các bác sao thì giá vào nhá. Mua hàng thì liên hệ với em qua số 0982 510555 nhé. Còn hộp ba viên 99.000 thôi. Đấy, cảm ơn các bác đã ủng hộ shop em nhé. Lại các bác mà những video tiếp theo của em có rất nhiều sản phẩm cho các bác nhé. Tạm biệt các bác ạ.